bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là kênh chuyên cung cấp và review những sản phẩm bất động sản xanh, giá rẻ, pháp lý rõ ràng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ở vùng ven phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất hướng đông nằm ngay trong khu đô thị du lịch Cát Tường Phú Sinh. Vị trí lô đất ngày hôm nay nó nằm kế bên và cận liền kề khu vui chơi giải trí An Tây Hồ, rộng 15 hecta. Một lô đất có diện tích là ngang 4 và dài là 12.65. Tổng diện tích trên sổ là 50.6 m². Giá của lô đất này chỉ có 1.070.000.000 giá bao thuế phí công chứng sang tên, nằm ngay cái vị trí đông đúc nhà cửa dân sinh. Lô đất ngày hôm nay thì khá là đẹp, mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư cùng đi chúng ta khám phá cái vị trí ngày hôm nay quý anh chị nhé. Một lô đất cực kỳ là thông thoáng, nằm ngay vị trí kế bên khu vui chơi giải trí An Tây Hồ, rộng 15 hecta. Hướng đông cũng khá là mát khi mà chúng ta xây nhà để ở, an cư lập nghiệp đúng không anh chị. Từ góc bê tông này mình đo sang 4m và dài là 12.65. Tổng diện tích trên sổ là 50.6 m², lô đất thổ cư 100%, có vỉa hè rộng 3m, lòng đường nhựa 7m, dân cư ở đây xây rất là đông bởi vì diện tích vừa và nhỏ, giá tiền cũng vừa và nhỏ cho nên người ta xây nhà rất là nhiều. Xây để bán, xây để an cư lập nghiệp hoặc là mua để dành, đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Phía đằng sau chính là khu vui chơi giải trí An Tây Hồ, rộng 15 hecta. Khi mà khu này nó mà mọc lên thì cái giá đất, những cái vị trí xung quanh là chúng ta rất khó để sở hữu. Chính vì thế chúng ta hãy đi tìm mua ngay từ bây giờ để dành, để đầu tư hoặc an cư lập nghiệp, sở hữu ngay một vị trí vừa túi tiền để chúng ta có thể là đầu tư quý anh chị nhé. Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời, con người sinh ra đông đúc, con đất đai thì vẫn đứng yên một chỗ. Ai cắm cờ trước chắc chắn rằng sẽ có lợi trong tương lai. Chính vì thế mà chúng ta hãy nhanh tay tìm mua cho mình, sở hữu ngay từ bây giờ một vị trí. Và lô đất ngày hôm nay cũng rất là đáng để chúng ta quan tâm. Ngang 4, dài 12.65, một lô đất thông thoáng cực đẹp, có đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Chúng ta mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi công chứng sang tên đăng bộ theo quy định của nhà nước. Giá chỉ có 1.070.000.000 bao thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị nào quan tâm đến lô đất giá rẻ này thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh để sở hữu nhé. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.